Xin chào tất cả các bạn. Những gì các bạn sắp thấy đây không phải là một đoạn phim bom tấn gì cả. Cũng không phải là một đoạn phim giới thiệu bất cứ điều gì. Đây chỉ là một đoạn phim ngắn được góp nhặt lại từ chính những cảm xúc của những con người đã ở trong một ngôi nhà. Ngôi nhà đó là gì? Họ là ai? Họ như thế nào bạn cũng đừng để ý quá nhiều nhé. Chỉ cần lắng nghe cảm xúc của vài người bạn trong đoạn phim này. Họ đã được trò chuyện với chính mình. Họ đã được nhìn lại con đường mà họ đã đi qua. Họ đã góp nhặt được vài cảm xúc mà đôi khi họ đã bị bỏ quên đâu đó. Và họ cũng muốn hỏi chính các bạn. Đã bao lâu rồi bạn không dành thời gian để được trò chuyện với chính mình? Cùng bước vào ngôi nhà này để lắng nghe trọn vẹn những cảm xúc đó nhé. Thứ nhất là đoàn kết, thứ hai là rất là năng động, một cái nữa là không ngại thay đổi. Vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình. Những con người của An Cường rất là thân thiện và dễ gần gũi, nhiệt huyết, năng động, có cái tinh thần đoàn kết, hòa đồng, thành thật. Khi một sự việc xảy ra thì có thể là có những cái tranh cãi ở cái thời điểm đó, nhưng nó chỉ là tranh cãi để giải quyết ra cái vấn đề đó. Sau khi mà giải quyết được vấn đề rồi thì mọi người vui vẻ với nhau như bình thường. Em thích cái điều đó, chứ em không thích theo kiểu là mọi người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Và em nghĩ là con người An Cường thì mọi người thích đổi mới. An Cường có tính đoàn kết và luôn luôn phấn đấu để phát triển. Quyết liệt, năng nổ và dứt khoát. Nó phải rất là máu lửa. Chuyên nghiệp, nice. Tận tâm, yêu thương, bao dung. Nói, làm và làm ngay. Mà đầu tiên mình tới với công ty là mình thấy là nó rất là gần gũi như là gia đình của mình vậy. Nghĩa là buổi trưa thì là mình làm việc xong là xuống dưới ngồi ăn cái không gian bếp của cái nhà nó rất là nhỏ. Và sếp với lính thì là ngồi chung một bàn như vậy luôn, như một gia đình luôn như vậy. Sau một thời gian mình làm cảm nhận được thấy cái trong cái môi trường của công ty này, không phải chỉ là công ty đến công ty làm để trả lương xong hết ngày rồi thôi, nhưng mà ở đây á là lại có một cái tình cảm chia sẻ. Làm được nhiều năm rồi thì thấy là An Cường có nhiều cái tính nhân văn, là vẫn sẵn sàng hỗ trợ anh em công nhân hoặc là người thân của anh em công nhân khi gặp vấn đề khó khăn gì đó. Mình rất quý cái vấn đề đó. Chị nhớ nhất là những lần mà công ty mình đi làm hoạt động từ thiện để giúp cho những trẻ em cơ nhỡ, những trẻ em mà không có tập sách đến trường, giúp cho những người mà ở trong vùng sâu vùng xa, mình hỗ trợ cho họ để họ có một cuộc sống tốt hơn và các em được đi học, được đến trường một cách tốt hơn. Hồi tháng 7 năm 2015 là chồng em bị bệnh nặng. Và lúc đó thì em được sự giúp đỡ của công ty rất là nhiều. Lúc đó là tay chân của chồng mình là bị giống như bị liệt, không có hoạt động được. Thì lúc đó là bệnh viện có báo với người nhà là có hai cái phương pháp để xử lý cho chồng. Một là lọc máu và thứ hai sẽ truyền 5 lọ thuốc. 5 lọ thuốc đó có giá là 180 triệu. Lúc đó thì con em còn nhỏ nên là chi phí đó thì rất là cao. Ngoài cái khả năng mà nhà mình có thể mà đáp ứng được, thì trong lúc đó là công ty đã đứng ra kêu gọi, tất cả mọi người anh em trong công ty đã đứng ra kêu gọi và quyên góp ủng hộ để ủng hộ cho chồng em. Và chính anh Vị là người giám đốc của Quỹ Nụ Cười Hy Vọng của công ty đã trực tiếp tới bệnh viện và thăm hỏi, đồng thời là trao một số tiền. Thật sự em rất là xúc động. Em là mới vô công ty lúc đó mới được 1 năm, nhưng mà mình cái đóng góp cho công ty chưa được bao lâu, nhưng mà anh Vĩ và tập thể ban giám đốc của công ty và anh chị em ở trong công ty An Cường đã tới bệnh viện giúp đỡ và thăm hỏi. Thì lúc đó là sau 1 tháng là chồng mình ra viện. Với mình là mình được tham gia các cái buổi chương trình thiện nguyện này, các cái chương trình mà caravan nội bộ anh em làm các thứ thôi, thì đó chính là cái mà để lại ấn tượng
sâu sắc nhất là trong mình. Không phải là bất cứ ai ở một cái môi trường nào, ở một công ty nào bạn cũng được trải nghiệm cái việc đó. Và hiện tại bây giờ là mình cũng đã được trải nghiệm rất là nhiều. Và thực sự là kể cả là có thời gian có thêm nhiều năm nữa thì những cái ấn tượng ban đầu về những cái chuyến caravan mình đi làm từ thiện cùng công ty, hay là những cái chuyến caravan mình kết nối với khách hàng, với đồng nghiệp, là những cái mà để lại ấn tượng. Và cái đó thực sự là mình lại không thể quên được. Với chị là người miền Nam mà công ty ngày xưa các anh là người Bắc, mà công ty có một cái phong tục là ăn cơm trưa với nhau, mà nhà chị rất gần mà chị cũng không được về, mà chị không biết ăn món ăn Bắc, chị không ăn cơm được. Rồi thêm là mình có nhiều cái vụng về không biết, thì đôi khi mình không làm được mình cũng buồn. Chị chắc không biết bao nhiêu lần mà buổi trưa người ta ngủ thì mình khóc vì mình dở, mình thấy là mình tiếc là mình học không đến, rồi khóc vì những cái món ăn mà mình ăn được. Nhưng mà rồi với tình cảm của mấy anh chị dành cho chị vượt qua được tất cả. Em thích bữa cơm Ba Miền mỗi năm tổ chức. Thứ nhất là cái không khí lúc đó nó là gần cận Tết rồi, và công việc hầu như là mọi người không còn phải bận tâm vào nó quá nhiều, thì mọi người sẽ thư giãn thoải mái hơn về cái việc đó, và mọi người gặp gỡ trao đổi nhau sau một năm làm việc, không khí rất là thoải mái và vui vẻ. Em thích cái cảm giác như thế. Có một lần lúc đó là dùng cái phần mềm Bravo, xong sau đó là cái phần mềm Bravo nó bị cái lỗi gì á mà xóa dữ liệu. Mà phần mềm khi mà chị vô năm 1999 á, đến năm 2000 là anh đã bắt chị là phải sử dụng công nghệ thông tin rồi. Lúc đó mình viết một cái phần mềm quản lý nhỏ thôi với lại công ty Bravo. Thực ra là thị trường lúc đó là công ty Bravo cũng là cùng những công ty phần mềm mà gọi là có tiếng, thì nó bị lỗi cái gì á, nó mất hết dữ liệu. Mà mất hết dữ liệu có nghĩa là công nợ rồi tồn kho thì hàng vẫn còn thì mình vẫn làm được, nhưng công nợ với khách hàng á là mình không biết xoay sở vào đâu hết. Thì đêm đó là chị với bên đội của Bravo á là bắt buộc là phải khôi phục lại. Lúc đó công ty chưa có IT, chị với đội bên công ty Bravo thức trắng đêm đó luôn khôi phục lại số liệu. Mà cũng may á là khôi phục được, thì sáng hôm sau lúc đó khoảng 5 giờ mấy á, anh Nghĩa mới gọi chị hỏi là xong chưa em, thì chị mới nói dạ gần xong rồi anh, nghĩa là không có bị mất dữ liệu gì hết á. Thì anh nói chung là anh mừng gọi như anh Vĩ hay nói là mừng chảy nước mắt á, tại vì em biết là quản lý một cái công nợ mà mình mất dữ liệu á là mình mất niềm tin lắm. Thì anh mừng quá, anh phóng xe từ nhà anh chạy về công ty luôn, anh qua công ty luôn. Chị cũng vẫn nói về những cái người sếp của chị là lúc nào cũng vậy, chị ở An Cường là chị cảm thấy là nó giống như một cái gia đình của mình vậy. Đối với các sếp nói là sếp chứ thật ra là những người anh dạy cho chị làm việc và dạy cho chị cái lòng bao dung, cái lòng thương yêu và cái tình cảm. Trong những cái bức hình mình chọn á, cái bức hình đầu tiên là cái bức hình hát cái bài Hãy Cười, là cái bức hình mà mình không bao giờ quên được. Mình đi học, mình đi làm, nhưng mà chưa có một cái môi trường hay cái kỷ niệm nào mà gọi là mình tập văn nghệ. Hồi xưa giờ mình tập văn nghệ là để mình đi thi một cái gì đó. Nhưng cái hôm đó là mình được giao một cái việc là đội ngũ lãnh đạo tập văn nghệ để hát cho toàn thể nhân viên của An Cường. Và cái người lĩnh sướng là anh Nghĩa. Thì một cái người là thầy, là đàn anh của mình, lại là chủ tịch của công ty, vượt qua những cái gọi là sao ta. Anh Nghĩa không hề biết đàn, và anh Nghĩa cũng công nhận là anh Nghĩa không biết hát. Nhưng mà để làm một cái buổi như vậy thì anh Nghĩa sẵn sàng, anh Nghĩa học đàn, và anh Nghĩa sẵn sàng cùng mọi người để trình diễn cái tiết mục văn nghệ đó. Và cái bài đó là cái bài Hãy Cười. Thì khi mà thấy anh Nghĩa ngày đầu không hề biết đàn, đến cái hôm biểu diễn anh Nghĩa đàn được hết cái bài đó cùng với mọi người, cho nên lúc đó mình cảm nhận được là mọi người đang hát bằng cái tâm, chứ không phải hát là vì mình thích hát hay là vì một cái lý do gì hết, mà hát vì cái tâm là để hát cho mọi người. Mình thấy ở An Cường á rất là tuyệt vời luôn. An Cường á, cái môi trường làm việc á rất là tốt, đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ sếp á rất là tuyệt vời. Nhớ mãi về An Cường thì chỉ mỗi cái đó là tập thể cùng nhau lớn mạnh, đó là tình cảm.
tình cảm của tập thể An Cường, là một cái sự là đồng cảm, chia sẻ và bao dung. Với chị ở An Cường á, là một cái tình cảm và sự gắn kết. Chị nghĩ là chị được tới ngày hôm nay đi cùng An Cường, hay là chị có được những gì, là tất cả là tình cảm từ sếp, từ các anh chị lớn. Vì tình cảm mấy anh chị hướng dẫn chị từ một cái đứa không biết gì, cho tới ngày hôm nay chị không dám nhận chị là giỏi, nhưng mà chị tin là chị có đủ kiên nhẫn, ít nhất là kiên nhẫn cho một công việc, một cái sự khôn khéo để mà làm tốt cái việc mà chị được giao. Cái mà mình giữ lại được của An Cường luôn luôn là cái sự chuyên nghiệp. Cái sự chuyên nghiệp đó nó thay đổi không chỉ về nhận thức, về cái cách làm việc của mình, mà nó còn thay đổi cả cái cách sống của mình. Thì chị vẫn tự hào chị là một người sếp được rất nhiều thế hệ đàn em kính trọng. Ở An Cường không phải là chỉ là một cái nơi mà để là mình làm việc, mà đó giống như là một cái nơi, một cái gia đình thứ hai của mình, ngoài cái gia đình là bố mẹ chị sinh ra, thì An Cường là giống như là cái gia đình thứ hai của chị. Chị muốn nói là thế hệ đàn em của chị nối tiếp những cái gì mà tụi chị đã cùng với sếp Nghĩa có, giữ gìn, phát triển. Tinh thần team work. Mọi người khi mà có khó khăn xảy ra, mọi người luôn đồng hành. Cái mà để lại ấn tượng sâu sắc với em năm ngoái, cái thời điểm mà dịch, nói chung là em là người đầu tiên của công ty bị dịch Covid. Thế là khi mà việc đó xảy ra thì tất cả mọi người đều theo kiểu là rất quan tâm tới mình. Xong rồi khi mà ba em bị bệnh nặng, ở cái thời điểm đó thật sự là nó rất là khó khăn trong cái việc mà có thể chuyển ba em tới bệnh viện. Thật sự là nếu không có công ty mình, nếu không có sếp, nếu không có các anh chị hỗ trợ. Em còn nhớ là hôm đó là 1:30 sáng, em gọi điện cho chị ăn. Em nói là ý là em thấy ba em là không có ổn nữa rồi, mà bây giờ em cầu cứu nhà nước thì không được. 1:30 sáng mà em kêu là chị ăn nói là thôi bình tĩnh, để có gì chị hỗ trợ chị xử lý. Thì chị trong thời gian đó là chị gọi điện liên tục với em nè, rồi chị Ân nữa, chị Nga nữa gọi điện. Rồi khoảng chắc tầm khoảng 40 phút sau thì có xe của công ty mình xuống chở ba em đi. Mà ở cái thời điểm đó là dịch nó đang hoành hành rất là dữ, thật sự là mọi người rất là sợ hãi khi mà liên quan tới một người mà đang bị bệnh nặng như thế. Nhưng mà anh em, mọi người trong công ty vẫn sẵn sàng hy sinh chở ba em vô bệnh viện. Cũng khó khăn lắm, cũng nhờ công ty mình hỗ trợ các kiểu mà em mới có thể đưa ba em vô được bệnh viện nhiệt đới ở thời điểm đó. Rồi tới cái thời điểm mà ba em không qua khỏi, trời ơi, thật sự nó là một cú sốc đối với em. Nhưng mà nhờ có công ty mình luôn luôn bên em trong những cái giai đoạn mà em khó khăn nhất, hỗ trợ em kể về mặt vật chất lẫn tinh thần. Rồi từ từ tới giai đoạn này thì em cảm thấy là ổn hơn. Nhưng mà thật sự là em coi công ty như là người trong gia đình em rồi. Mình phải trải qua khó khăn mình mới thấy là ai đáng trân trọng đối với mình. Em nghĩ là chắc cũng chẳng có một công ty nào mà đối xử tốt với lại nhân viên như thế đâu. Thật sự rất rất cảm ơn vì em là một thành viên của An Cường. Dù bạn là ai, dù bạn như thế nào, dù bạn đang đảm nhận trách nhiệm nào, ngôi nhà này vẫn luôn ôm bạn vào lòng. Câu chuyện bắt đầu của bạn ở ngôi nhà này không quan trọng. Trong ngôi nhà này, ngôi nhà đủ lớn để chứa tất cả mọi người. Nó đủ lớn để mọi người đón lấy những cảm xúc, những điều tuyệt vời. Một vài người trong các bạn đã đón nhận những điều tuyệt vời trong chính ngôi nhà này. Còn bạn, điều tuyệt vời mà bạn có được trong ngôi nhà này là gì?